Bài tập đầu tiên là chúng ta sẽ xác định ý chi tiết, ý phụ để minh họa cho ý chính main idea. Main idea ở đây là 10 can be shown in many ways. Tức là số 10 được thể hiện ở nhiều cách khác nhau. Bây giờ chúng ta quay lại câu chuyện này. Đối với bức tranh này các con nhìn thấy số 10 ở đây đúng không? Đấy. Bức tranh tiếp theo, số 10 ở đây. Bức tranh này, số 10 ở đây. Tương tự đối với các bức tranh khác. Thì sau khi đọc xong các con cảm thấy ấn tượng đối với bức tranh nào, tức là số 10 được thể hiện bằng cách nào, thì các con sẽ vẽ vào bốn cái ô này. Sau khi vẽ xong các con viết danh từ có liên quan đến bức tranh đấy. Ví dụ vẽ cái cây thì phải viết là tree ở dưới, vẽ ngôi nhà thì chúng ta phải viết house ở dưới. Bài tiếp theo nữa là chúng ta ôn tập về letter P. Trong các bức tranh đây, từ nào bắt đầu bằng letter P thì các con sẽ viết ở dưới. Letter P cả chữ hoa cả chữ thường. Nếu mà thích các con có thể tô màu. Ở trong các bức tranh này cô thấy có từ thứ nhất là pumpkin này, peach là quả đào đúng không ạ, potato này, khoai tây này, pig lợn này. Đấy, bài cuối cùng là cho các con hiểu thêm về số nhiều. Ở đây chúng ta biết là số nhiều, một danh từ khi chuyển sang số nhiều chúng ta chỉ cần thêm s ở cuối từ đấy. Ví dụ bức tranh đầu là có một quả táo, chúng ta chỉ cần ghi là apple. Nhưng mà bức tranh thứ hai có hai quả táo thì chúng ta phải thêm s đằng sau, apples. Tương tự đối với các bức tranh dưới,